Khác với mọi năm, năm nay người Mông ở bản Pa Sen Nai, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đón Tết với tiết trời không có sương mù, lạnh giá, thay vào đó là ánh nắng chứa chan và tiết trời ấm áp. Tết năm nay hoa đào, hoa mận không nở rộ như mọi năm, chỉ có hoa cải, hoa tam giác mạch. Thế nhưng như vậy thôi cũng đủ nức lòng những người khách du lịch đến với nơi đây. Theo chân những người khách du lịch, chúng tôi có dịp tìm hiểu rõ hơn về Tết của đồng bào dân tộc Mông tại gia đình anh Lò A Cóng. Khác với các dân tộc ở các vùng trong cả nước, người Mông ăn Tết từ mùng 1 tháng Chạp và kéo dài khoảng 3 ngày, có nghĩa là sớm hơn Tết Nguyên đán của người Kinh một tháng. Việc quan trọng nhất trong ngày Tết của người Mông là chuẩn bị một bàn thờ chắc chắn, đẹp đẽ để bày tỏ tấm lòng với trời đất, với ông bà tổ tiên, cũng như mong muốn mang đến sự may mắn cho năm tới. Cũng giống như các đồng bào dân tộc khác, đồng bào Mông cũng có cách riêng của mình để xin khỏe cho đầu năm mới. Để có một mâm cúng thịnh soạn, người Mông thường thịt lợn, thịt gà, làm bánh dày trong những ngày Tết này. Cái thủ tục của người Mông này là nó là từ rất là lâu đời, cha chuyển con núi, có nghĩa là ông chuyển cho bố rồi bố lại chuyển cho các con. Theo tôi hiểu được một chút là nó cũng chỉ là một tờ giấy, nếu mà không làm theo thì tôi cũng chưa biết là thế sao, nhưng mà thấy nó rất là có ý nghĩa thì cũng phải lưu giữ. Thủ tục Tết là mời ông cụ ông cha về ăn Tết, thì cũng là từ cha chuyển con nối, không phải là tự sinh ra sau này mà từ lưu giữ từ rất là lâu đời về nay. Làm thì làm ăn gì nó cũng thấy nó cũng may mắn, thế là cũng phải lưu giữ.
có con bò hoặc là con trâu của mình, con lợn đẻ mà đẻ khó, hoặc là đẻ xong mà không bố sữa nữa, con bê con nghé nó không bố sữa đấy, là than nếm hương xong là nói mái cao xong là tí là có thể là con nghé con bê rất nhỏ đấy nó sẽ tự ăn sữa được. Thế cái điều này tôi cũng rất tin tưởng vào cái này. Trâu bò phải được thật nhiều này, lợn gà phải đừng có chết dịch này, này mùa màng thì thu hoài thì sẽ khấn khá gấp đôi năm cũ. Cho nên là tôi thấy rất ý nghĩa của ông cụ ông cha để lại đấy. Tôi là tôi sẽ giữ mãi mãi đi, sẽ truyền cho con cháu phải giữ. Trong tiếng Mông, bánh dày có tên là pé hay rúa, tùy theo từng vùng khác nhau. Với người Kinh, bánh chưng bánh dày tượng trưng cho trái đất và bầu trời vuông tròn đầy đủ. Còn đối với người Mông, bánh dày tượng trưng cho tình yêu, sự chung thủy son sắt của trai gái người Mông. Bánh dày còn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, nguồn gốc sinh ra con người và muôn loài. Bánh dày của người Mông được làm rất công phu. Nguyên liệu chính được làm từ gạo nếp thơm và dẻo. Khi sôi chín, được đổ cả vào cối làm bằng gỗ và được giã nhuyễn. Để giã được bánh dày cần đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật và sức lực. Khi đã được giã xong là lúc các bà, các chị khéo léo nặn thành những chiếc bánh xinh xắn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau khi chuẩn bị xong ban thờ, mâm cúng ngày Tết cũng là lúc gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm tiễn năm cũ và chào đón năm mới. Tết cũng là lúc người Mông tổ chức những trò chơi truyền thống như đánh lu tu, đánh quay hay ném pào. Và cũng không thể thiếu điệu múa xòe ô hay tiếng khèn réo rắt vang vọng khắp núi rừng. Một cái Tết bình yên, không bị trộn lẫn với những cái Tết khác màu mè, tốn kém. Cuộc sống hội nhập của thành thị đã tràn đến đây, nhưng bản sắc độc đáo của Tết người Mông vẫn được truyền từ đời này đến đời khác, thiêng liêng và mãi mãi.